nhá. Êu, chồng mình đi dám tan bãi xít. May mà đi ủng. Dặm thế à? Ủa em ơi. Dạ. Ủa. Ủa con này dính này một nó đẻ ăn dầu đấy. Ủa. Ui đẻ đẻ một đống trứng em ạ. Đẻ trứng á? Ồ. Mọi người nhìn nè. Ồ hay không nè. Này. Ôi giời ơi. Đẻ đúng một đống trứng luôn. Ui. Ui con này phải đôi 4 6 8 10 12 4. 22 quả. Nhiều thế à? Trứng rắn này người ta bảo là ăn còn ngon hơn là kê gà anh nhỉ? À? Ngon. Cẩn thận dập hết trứng rồi anh ạ. À? Vào trong này đẻ. Chắc là vào đến trong ngày. Vào trong rồi còn đẻ một đống trứng này sợ. Chưa bao giờ thấy tình trạng này các bạn ạ. Lần trước thì đẻ độc có 10 quả nhỉ. Lần trước ở cái điểm mà mất bẫy đấy. 10 quả. Đẻ 10 quả đấy anh Năm dập mất một quả. Một quả này luôn nhiều nay mà. Này chỉ sợ nó hỏng trứng. Thế rồi là bạn ấy giòn da giòn rén. Ra đấy, ra đấy. Không vỡ nữa. Hả? Đây quả trong. Không vỡ nữa. Đây mọi người nhìn này. Úi giời. Hay không? Đấy. Đấy, kì đấy. Con này dài nhỉ. Đấy, kìa. Đẹp luôn. Kìa. Nó cũng đẹp nhỉ. Ừ. Con này màu đẹp phết nhỉ. Ừ. Màu đẹp luôn. Đúng quá. Đó, mọi người nhìn nha. Đó. Quá đẹp luôn. Mỗi tội ngược sáng là mặt chồng mình đen thui. Nắng này. Đấy, mọi người nhìn này. Làm gì? Làm gì mà gớm nhỉ? Được được ổ trứng rất là ngon mọi người nhìn. Ô rắn dài thế. Con này mà nó đẻ nhiều này chứ nếu như nó không đẻ nó còn to nữa anh nhỉ. Người nhìn không? Ổ trứng hơi to vậy. Ừ. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 22 quả. 22 quả trứng các bạn. Này. Này. Này màu đẹp phết nhỉ. Con này lên bình mới đẹp này. Đúng ổ luôn. Trúng quả rồi mọi người ạ. Rất là nhiều. Trứng này về luộc ăn hơi ngon các bạn. Luộc ăn ngon hơn cả rãy gà luôn. Nhìn sướng đi. Lịch sử đấy các bạn. Sao nó đẻ lắm thế. Lần trước thì chỉ được có 10 quả thì mình làm vỡ quả, hôm nay được 22 quả. To con này to nhỉ. Ừ. Còn mấy cái nữa chưa thu anh? Còn mấy cái nữa xong rồi về chỗ chỗ nghĩa địa kia mấy cái nữa. Sao đặt nghĩa địa? Bọn em nó ung tùm đặt thế? Không có không?
Rắn này có khi dài phải hơn em ấy mọi người ạ. Thế hóa ra em chân ngắn à? Thế thôi. Con này nó hơn mét đấy. Thì vợ cũng chỉ tầm mét mốt nó cùng như bao nhiêu. Không, vợ cũng phải là cô gái mét 52. Giờ để đâu chứ? Ừ. Anh mang túi bóng đi. Biết đâu mà. Lần sau phải phải ấy phải chuẩn bị đi. Đấy. Đầu có thể đội lắng. Đầu có thể đội lắng, đầu có thể đội trời, nhưng mà trứng thì không được. Cho đây ngay. Ngay phải được. Ừ. Được bữa. Bữa ngon. Ừ. Để tạm đây tí con lại lấy vậy. Đi tiếp. Đi tiếp mọi người ơi. Thực ra thì em cũng muốn là xoay đổi video để cho mọi người cải thiện mắt. Nhưng mà khổ nỗi là vào mùa nào thì thứ đấy, bởi vì video nhà em làm rất là thật. Mùa nào, mùa rắn chẳng hạn đấy thì nhà em sẽ đi bẫy rắn, mùa chuột nhà em đi bắt chuột, chứ không có đâu mà chèn. Nhiều bạn phản hồi nãy là phải chèn video, nhưng mà nhà em là săn bắt rất là thực tế. Đây là chủ yếu là đi trải nghiệm để cho mọi người cùng trải nghiệm thôi. Nên là quay săn bắt được cái gì đó thì em sẽ cho mọi người cùng xem. Có không anh? Không có à? Thế đạp tiếp đi. Hả? Đặt tiếp vào đây đi. Sợ rồi. Cây cối tùm. Mưa này thì kiểu gì nó cũng sống được vài ngày. Những cái năm mà em đi dân châu ấy, những cái cây này em nó còn chưa mọc. Thế là bao nhiêu năm nay rồi? Bao nhiêu năm nay rồi, giờ nó còn cao hơn cả em luôn. Ôi, đây lại còn nữa rồi. Trời, rất là đẹp. Em đem xì thì... Đi. Anh ra đằng trước đi. Ra đằng trước đi. Ra đoạn quang quang tí, bắt cho nó dễ. Nhìn đen cứ như là rắn hổ mang chì. Cái loại này mà nó to ấy. Nó to ấy thôi mà. Là lên bình đẹp lắm. Đấy. Điểm nhà ông chín mà chưa thu à? Thu rồi, chưa chỉnh thêm bảo là có điểm đấy điểm đấy thu được con nào nhỉ? Hôm em đi làm em không nhà. Anh thu bao giờ? Hôm nay anh ta sau bổ cóc nó chết rồi thì ngại đổi ra. Thế không được con nào à? Mà chưa chỉnh thêm bảo nó đi qua đường nó phải dài tầm 2-3 mét. Thế? To lắm, mà bao nhiêu người nhìn thấy rồi. Ô, con kia màu rất đẹp mọi người nhá. Mày có biết gì? Ừ. Đấy. Đắn. Ô, con này mắt con xanh đè này. Gì đây? Em tưởng mắt rắn con nào chẳng xanh. Không. Con này mắt nó xanh đè. Cắn nhỉ. Mắt xanh đen này. Ừ. Yeah. Con này khả năng sắp lột rồi. Thế á? Ừ. Mắt xanh này nó sắp lột rồi. Đây nó sắp lột đây. Da đang bong vảy này. Ừ. Yeah. Thằng này em nhìn thấy chày chày. Ừ. Ơ, con này cụt đuôi. Con này sắp lột đấy. Đây này nó chày đây. Nhìn chưa? Rồi. Ừ. Mắt nó. Ơ, rắn nào mà lột là rất là độc đúng không anh? Hả? Lột là độc.
6 em các bạn. Này kiếm rồi các bạn. Này trúng quả rồi. Điểm mới bao giờ cũng bắt bẫy sướng vậy. Ừ. Mỗi thổi nhà ở đây chỉ sợ bắt bẫy. Úi giời, quá ngon luôn. Nóng quá. Ở đây hết rồi hả? Đấy rồi. Thế đi ấy, đi về đi. Hai vợ chồng mình đi thăm bẫy là đầu tiên gặp loại rắn hổ mà đẻ ngay trong lồng bẫy mà nhiều này. Lần trước cũng gặp một ổ nhưng mà nó chỉ có 10 quả thì mình vỡ quả. Trứng rắn. Lần này 22 quả các bạn. Còn là bị chắc là 3 phần lồng bị đấy. Ngon đấy. Giờ mình sẽ làm mình cho mình luộc các bạn nhé. Luộc trứng rắn. Rất ngon. Ăn như giấy gà. Đây là trứng to không? À. Đấy. Còn cái vỡ mình vớt đi thôi. Đây các bạn nha, hơn 20 quả trứng rắn này mình vừa luộc xong. Đấy, súp đây, làm tí rượu này. Đây các bạn nha, mời các bạn. Uống ít thôi. Uống ít thôi à? Trứng nó ăn mềm, nó mới đẻ nó mềm sau các bạn. Ăn qua mà lấy gà ấy. Trứng này nó mới đẻ cho nên là nó vẫn còn cái vỏ nó vẫn còn mềm sau các bạn. Chứ còn nếu mà để lâu ấy nó đẻ nó ấp rồi ấy, nó nóng rồi nó sẽ hình thành thành con rồi ấy, thì nó vỏ nó dần dần nó cứng.
Này bên này có thùng vỏ. Hả? Có thùng vỏ. Vỏ dai quá. Mày cứ phải nhăn nhăn cái trứng của bố. Năm mùng như bố cho con rồi đấy nha. Còn quẩn nữa nha. Còn cũng cây thôi. Vẫn rồi còn cũng cái gì đâu. Nếu một mình ăn là cũng hơi lo. Ăn rất là ngon đấy. Các bạn xem video lần thứ hai thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ cho vợ chồng mình nhé. Thôi mình xin dừng video tại đây nhé. Chúc mọi người luôn luôn có nhiều sức khỏe và hạnh phúc nha. Xin chào mọi người. Con ở trong đó thích. Cảm ơn các bạn.